Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Thưởng kết thúc chuyến ăn mày thật vẻ vang và rực rỡ. Vào ngày 29 tháng 7 năm 2023, tờ báo Tuổi Trẻ có bài viết Chuyến công du hiển dương vị thế Việt Nam. Đây là một bài viết ca tụng quen thuộc của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng. Bất cứ việc gì, dù là thành công hay thất bại, thì họ cũng ca tụng là thành công rực rỡ. Dù là vinh quang hay nhục nhã, thì họ vẫn tung hô là vẻ vang. Họ làm như thế để khẳng định giá trị ảo của Đảng trong lòng dân. Từ 78 năm qua, tuyên giáo vẫn luôn làm như vậy. Xin được vay ODA chẳng khác nào đi ăn mày cả. Tờ báo Tuổi Trẻ dùng từ hiển dương, một từ Hán Việt rất hiếm khi sử dụng trong ngôn ngữ Việt Nam hiện nay. Tra từ điển tiếng Việt online thì từ hiển dương có nghĩa là vẻ vang, rạng rỡ. Không hiểu tại sao Cộng sản vốn hay dùng từ thuần Việt, nay lại dùng từ Hán Việt hiếm gặp đến như thế. Đảng Cộng sản thường hô hào dùng từ thuần Việt, loại bỏ từ Hán Việt. Chẳng hạn trước năm 1975, người ta dùng từ Hán Việt là phi trường, thì Cộng sản lại dùng từ sân bay. Trước năm 1975, người ta dùng từ thủy quân độc chiến, thì người Cộng sản lại dùng từ lính thủy đánh bộ, vân vân. Nhưng trong bài báo này, vì sao họ lại dùng từ Hán Việt như vậy? Giả sử dùng từ thuần Việt thì tựa đề bài báo sẽ là Chuyến công du làm vẻ vang vị thế Việt Nam. Thì nghe không thuận tai cho lắm, bởi ai cũng biết ông chủ tịch nước sang Áo là để ăn mày kia mà. Ông Thưởng đã yêu cầu chính phủ Áo cấp vốn ODA cho Việt Nam. Ở bài báo trước, Thời báo .de đã phân tích bản chất của việc xin vốn ODA là ăn mày, bởi loại vay vốn ODA là vừa cho vay vừa cho, trên danh nghĩa là như thế. Hầu hết các gói vay ODA có lãi suất là 0%, thậm chí có gói chủ nợ còn trích một phần trong đó để tài trợ không hoàn lại. Nước nào đi vay ODA thì được xem là quốc gia nghèo, đi ăn xin mà thôi. Báo chí trong nước ca tụng chuyến đi của ông Võ Văn Thưởng. Đi sang xứ người ta, ngửa tay xin tài trợ vốn ODA là một nỗi nhục của nước nghèo. Tại sao người ta cũng là chính quyền của một quốc gia mà người ta xây dựng đất nước giàu mạnh? Còn mình cũng là chính quyền quốc gia, hơn nữa còn tự cho là chỉ có mình mới đủ tư cách lãnh đạo đất nước. Mà sao lại để cho đất nước nghèo mãi đến như vậy? Nếu ông Võ Văn Thưởng là người có tự trọng thì ắt sẽ cảm thấy nhục nhã khi ngửa tay xin người ta cho vay ưu đãi. Quan hệ quốc tế là điều cần thiết cho Việt Nam phát triển. Tuy nhiên, trong sân chơi này, nếu ai biết tận dụng luật chơi thì sẽ thắng, còn không thì mãi mãi là kẻ trầu rỉa. Việt Nam là một trong số ít nước có hiệp định tự do thương mại với châu Âu, đó là hiệp định EVFTA. Hiệp định EVFTA được xem là giấy thông hành để hàng Việt Nam vào châu Âu. Tuy nhiên, khi đã ký hiệp định thì người ta cũng cần hiểu rõ luật chơi của hiệp định này. Đấy là châu Âu có những hàng rào rất khó vượt qua. Một là hàng rào chất lượng, hai là hàng rào về quyền con người thông qua những cam kết về lao động và công đoàn. Hàng vào châu Âu đòi hỏi tiêu chuẩn rất cao và kiểm tra thì lại ngặt nghèo. Hàng Việt Nam muốn vượt qua cũng không dễ dàng gì. Thế nên, ngoài việc ký EVFTA, thì chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cần nâng cao chất lượng hàng Việt Nam, đặc biệt là xanh hóa quá trình sản xuất. Cuối năm ngoái, Việt Nam đã đạt thỏa thuận với các chuyển dịch năng lượng khuôn khổ hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ châu Âu và EU tại Bruxelles, Bỉ. Trong đó, Anh là một thành viên trong đối tác quốc tế, gồm Liên minh châu Âu, Pháp, Đức, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Na Uy và Đan Mạch. Thỏa thuận sẽ hỗ trợ Việt Nam tới 15,5 tỷ đô la Mỹ để Việt Nam chuyển đổi xanh. Ông Võ Văn Thưởng tại Áo, tưởng dễ ăn nhưng không dễ chút nào. Nếu Việt Nam chuyển đổi xanh đạt yêu cầu thì sẽ có khoảng 15,5 tỷ đô la hàng hóa được đón nhận tại châu Âu. Tuy nhiên, nếu chuyển đổi xanh thất bại thì doanh nghiệp Việt Nam sẽ bị mất thị trường. Trong khi đó, châu Âu là thị trường xuất khẩu quan trọng thứ nhì đối với Việt Nam sau Mỹ. Theo một số nhà phân tích đánh giá, những nước mà mãi đi ăn mày thì rất khó có thể chuyển đổi xanh cho được. Bởi quá trình này chỉ có những chính quyền tương đối sạch và có năng lực mới thực hiện được. Còn Đảng Cộng sản Việt Nam thì không ai tin họ sẽ làm. Bắc thang lên hỏi ông trời, đút tiền quan chức có đòi được không? Vụ án chuyến bay giải cứu đã kết thúc mà không có một đồng nào được hoàn trả cho người bị hại, mặc dù theo thông báo đã có 120 tỷ và 1,8 triệu đô la được nộp lại cho cơ quan xét xử để mà khắc phục hậu quả. nhưng cụm từ khắc phục hậu quả này chỉ là cách mà chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếm danh. Phiên tòa này hoàn toàn không màng tới người bị hại. Tiền khắc phục đó trở nên thành tiền của nhà nước. Tiền móc từ túi dân thì dân phải là người cần được khắc phục, chứ tại sao lại khắc phục cho nhà nước đây? Trong suốt hơn 10 ngày xử án, cả báo chí và mạng xã hội đều nêu ra vấn đề quyền lợi của người bị hại và cách giải quyết như thế nào. Đây là quyền lợi chính đáng của người dân, tại sao nhà nước lại phớt lờ đi? Phải thu gom tiền lại để trả cho người bị hại, đó là một điều cần phải làm. Quyền lợi của người bị hại thì bây giờ tính sao đây? Vào ngày 29 tháng 7, tờ báo Người Lao Động có bài viết "Vụ chuyến bay giải cứu, người mua vé máy bay làm gì để đòi quyền lợi?" Bài này cũng đề cập đến giai đoạn 2 của vụ án. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2 ấy cũng không đề cập gì đến vấn đề đền bù thiệt hại cho nạn nhân. Người dân vẫn luôn là đối tượng bị gạt ra bên lề. Được biết, Hội đồng xét xử vụ án chuyến bay giải cứu đã phán rằng đối với quyền lợi của khách hàng đã mua vé máy bay của các doanh nghiệp thực hiện các chuyến bay combo, chuyến bay giải cứu, bản án sơ thẩm cho rằng hồ sơ vụ án không có thông tin về những người mua vé. Bên cạnh đó, không có thông tin về chi phí của các khách hàng đã mua vé. Trong đó, chi phí đưa công dân về nước, bao gồm vé máy bay, cách ly y tế và các chi phí khác, bản án sơ thẩm khẳng định không có cơ sở để giải quyết nội dung trên. Như vậy, Hội đồng xét xử đã đổ lỗi tại lý do là hồ sơ vụ án không có thông tin về những người mua vé. Vậy câu hỏi đặt ra là ai lập hồ sơ vụ án này? Có phải là công an điều tra hay không? Nếu là công an, tại sao lại gạt người bị hại ra khỏi hồ sơ như thế? Rõ ràng, việc lập lại danh sách khách hàng không khó. Các hãng bay đều có lưu danh sách này và việc lấy lại thông tin về các khoản chi phí cũng không khó. Hội đồng xét xử đang đẩy trách nhiệm cho bên công an, còn bên công an thì chẳng cần đếm xỉa gì đến vấn đề này. Với thói quen làm việc như ông trời tự cho mình có quyền ra luật, thì khi công an không đưa người bị hại vào hồ sơ, thì người dân có thể làm gì được họ đây? Hội đồng xét xử đổ lỗi tại hồ sơ vụ án không có thông tin về những người mua vé. Cuối bài báo cho biết Hội đồng xét xử dành quyền khởi kiện cho các cá nhân tổ chức, yêu cầu doanh nghiệp bán vé chuyến máy bay giải cứu phải giải quyết quyền lợi của mình theo đúng quy định của pháp luật. Như vậy, Hội đồng xét xử lại đẩy trái banh về chân của nạn nhân. Được biết, từ tháng 6 năm ngoái, chính ông Tuấn Sô đã nói trước báo chí rằng vụ chuyến bay giải cứu có khoảng 2.000 chuyến và mỗi chuyến thu lời bất chính khoảng 2 tỷ đồng. Ước tính trong vụ này, các doanh nghiệp thực hiện chuyến bay đã lấy của nạn nhân khoảng 4.000 tỷ đồng. Số doanh nghiệp chấn lột nạn nhân giải cứu thì chắc chắn Bộ Công an đã nắm rõ. Nhưng tại sao Bộ Công an không lập hồ sơ điều tra về số tiền ăn chặn này của các doanh nghiệp? Thông tin về số tiền mà các doanh nghiệp hút của nạn nhân thì Bộ Công an đã có từ tháng 6 năm 2022. Tại sao Bộ Công an không lập hồ sơ truy tố việc chiếm đoạt này để trả lại cho nhân dân? Đây là hành động cố ý ém đi số liệu điều tra của Bộ Công an. Câu hỏi đặt ra là tại sao họ làm thế? Theo tìm hiểu của truyền thông thì Bộ Công an cắt phần điều tra này ra khỏi hồ sơ vụ án để bảo toàn số tiền mà nhóm doanh nghiệp hút máu này đã hút được. Nguyên nhân Bộ Công an, Viện Kiểm sát và Tòa án đang gặm nhấm số tiền này. Những doanh nghiệp lấy tiền hút máu để chạy án và họ chạy để Bộ Công an cắt bỏ phần thu nhập chứng cứ về các chuyến bay. Nói đơn giản là các doanh nghiệp họ chạy để cơ quan tố tụng không moi hết phần tiền mà họ đã hút của nạn nhân. Bề ngoài thì tòa nói đạo lý, nhưng bên trong là cả hội đồng xét xử và cơ quan điều tra đang nhận tiền để đảm bảo số tiền đó nằm trong túi kẻ hút máu. Đó là sự thật từ bên trong cho biết như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Bắc Thang lên hỏi ông trời, đút tiền quan chức có đòi được không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de